Anh Vũ à? Nghe nào. Bây giờ là cái chương trình của em là thôi ở ngoài Bắc này thì cái ý em là mấy cái con chim đó là em đang muốn là bán gọi là khuyến mại, bán hạ giá để cho anh em ở trong đấy họ chơi, để cho một là anh cũng có tập trung vào việc khác, mà hai nữa bọn em là ở ngoài này là cứ hay đón Tết là cứ hay phải giải phóng bớt những cái công việc đi để sang năm mới làm cái mới. Thì Rồi. hình thức là em sẽ đăng lên cái clip của thông báo như thế, thì nếu như mà có khách hàng mua thì chắc là em chỉ bán tầm vài trăm một con thôi. Đó. Thì thống nhất là em bán để cho nó anh đỡ phải ấy, thì bây giờ trong đấy bây giờ còn khoảng 5 con đúng không? Đúng rồi. 5 con là cũng gáy giết các thứ ok rồi, thì có một con gáy rồi đúng không? Đó, thì nếu mà khách hàng nào mà họ đến đến tận nơi thì cũng bán cho họ, mà nếu không họ không đến được thì anh cứ mang 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 đến để chương trình em muốn bán gọi là bán hạ Khuyến giá bớt mãi đi, hả? bán khuyến mại cho anh em trong đấy thì Nhưng mà biết rồi, nhưng mà con cái mày mày đường xa là tính tiền xa, mà tính lỗ tiền xe không có lấy đâu. được rồi, cái Thì đấy em biết rồi, nghĩa là cứ nếu mà bán kính trong vòng khoảng nghĩa là em vẫn giảm cái tiền xe ôm cho anh đàng hoàng, nhưng trong vòng như nào đấy thì khách họ phải chịu, hoặc là em sẽ phải tự tính, anh yên tâm đi, cái đấy thì em làm chủ đó. Thì em mới nói như thế để anh em mình biết cái tinh thần đấy. Thì em ở ngoài em là thao cũng gánh ngoài Bắc này, thì em muốn là thành lập một cái kho ở trong đó, nhưng bây giờ nó có cuối năm rồi thì em muốn bán những cái con đấy, nó đâu có phải không hay đâu, nhưng mà muốn bán rẻ để cho anh em trong đấy họ chơi mà nhá. Thì em bán cái giá nó cũng chắc nó chỉ khoảng 500 700 một con tùy con thôi nhá. Đấy Rẻ thôi, thôi được rồi, tùy mày mày thì lên mạng đó, cái đó thì là anh bán như vậy, mày cứ biết mốt lần qua trước em bán toàn qua cuốn dưới 2 triệu một con, ơi thôi bây giờ qua thì đấy thì thôi, cái này là việc quyền này, quyết định là em vẫn muốn là để cho nó thoải mái trong cái Tết này, hai nữa là để cho anh tập trung vào việc nọ việc kia nữa, rồi 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 thì rồi cho hiểu anh chưa. em người ta mua rẻ chi may thì họ biết đến mình, nhưng bây giờ mình nuôi được, mình chăm được lên, chứ không phải mình cũng là người làm về con chim thì mình phải để hợp lý để cho anh em họ chơi cho thoải mái và cũng vừa túi tiền à. Thế còn cái việc còn khách hàng hôm vừa rồi có cái bác bảo vệ, cái bác có gọi ông cái đuôi 620 đi, có 620 gọi cho anh không? Có bữa có mà đâu thấy ông ghé đâu. Không à, gọi nhưng mà chưa thấy ghé đúng không? Rồi rồi ông đi. Cái việc người ta có qua ghé hay không là đấy là việc của người ta thôi, còn mình bán thì phải lắng nghe. Có gì gọi là ông đi, rồi hạ giá thì bữa Vâng, con nào đó, hay em đưa cho gọi lại để em báo được một số em chưa có khách hàng nào mang quanh quanh miền Tây miền Đông, hoặc là lan răm 3 cây quanh quanh đấy, hoặc là mang tập trung anh thôi nhá. Thì có gì rồi anh em mình cứ kết hợp để bán cho anh em cho nó hợp lý nhá. rồi không có gì đâu. Ok, đây là một cái tin rất là nhỏ nhỏ thôi. Thì hy vọng rằng anh em ở gần khu vực bến xe miền Đông ở trong Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ấy, và anh em ở gần ga Sài Gòn, gần chỗ đồng chí Vũ. Đồng chí Vũ là cái số điện thoại là 0919 321 746. Đồng chí là phụ trách đại diện cho Thao Chim Muông Gáy miền Bắc ở trong bến ga Sài Gòn. Thì theo tinh thần là cũng rất là nhiều cái khách hàng ở trong khu vực miền Nam hoặc là khu vực miền Tây, anh em cũng đã tin dùng và đã biết đến cái vườn chim ở ngoài miền Bắc là của Thao. Thì hôm nay Thao cũng ra một cái quyết định hết sức là bất ngờ. Vừa mới thống nhất với anh Vũ thì hiện bây giờ trong trong nhà anh Vũ thì đang chăm giúp mình là 5 cái con chim trưởng thành rồi, chim chơi được rồi, gáy rồi, có con mới chuyển ra, có con thì cũng chuyển được khoảng một thời gian tháng rồi. Thì về cơ bản thì những các bạn đã biết đến rồi thì thường các bạn sẽ gọi điện cho Thao là số điện thoại là 0163530952. Thì với những chú chim này thì mình đang để cho anh em chơi với cái mức giá cực kỳ bất ngờ. Có nghĩa là giá gần như là không có gì phải suy nghĩ cả, ai cũng có thể chơi được.
đó. Mình để cho anh em là 700 ngàn một con chim. Đó, thì anh em nào đến trước thì sẽ lấy một trong năm con đấy hay là lấy bao nhiêu là tùy. Và với cái giá đó thì là mình khuyến cáo là anh em cũng nên với áp dụng với cái mức là chuyển khoản cho mình. Cái số tài khoản của bên mình ngoài này thì alo cho mình thì anh em sẽ thống nhất được. Còn nếu như các bạn giả tiền mặt thì chắc chắn là cũng sẽ hoặc là các bạn không đến lấy được thì các bạn gọi cho mình sẽ nhờ anh Vũ mang đến địa chỉ cho các bạn, và cái tiền vận chuyển, tiền xe ôm và tiền mọi vấn đề là các bạn thanh toán với anh Vũ cũng được, nhưng mà chắc chắn là chi phí về chuyển khoản này nó sẽ là rẻ hơn, được khuyến mại hơn, ưu tiên hơn so với là giả tiền mặt và tiền xe ôm. Nếu như các bạn chuyển khoản thì có thể là mình còn trả cho các bạn cả tiền xe ôm. Đó, thì cái giá 700.000 mình đưa ra thì anh Vũ anh bảo sao bán rẻ vậy, thì trước cái bán 1,5 triệu 2 triệu sao bây giờ bán rẻ thế, thì mình cũng có giải thích là bây giờ thì có 5 con mà ở ngoài này thì mình phát triển trang trại vườn thì nó cũng rất là nhiều, thì hy vọng rằng là sẽ để cho 5 cái con này đến cho những anh em nào mà biết đến Thao và quan tâm đến cái kênh chim cu gáy hay của Thao, thì anh em ở gần đó hoặc ở ở khu vực miền Tây miền Nam anh em có thể alo sớm cho mình bán để mình nghỉ Tết. Ngoài này ngoài Bắc thì cũng rét mướt, bây giờ cũng muốn là tập trung vào để đón Tết cho nó trọn vẹn. Đó là đây là một cái tin hết sức nho nhỏ, thì mình xin nhắc lại là số điện thoại của mình là 0163 5305982 982 0163 5305982, và số của anh Vũ là 0919 321 746. Đó, thì anh Vũ là cũng là người đại diện cho mình ở đó, thì anh em có thể là chủ động gọi cho mình, ưu tiên là gọi cho mình làm việc trực tiếp với mình. Đó, thì anh em sẽ có được những chú chim với cái giá cả hết sức là hấp dẫn. Tất nhiên là mình nói rõ là chim của mình thì không phải là chim bán theo kiểu là lô xô. Anh em đến anh em có thể là ưng, anh em nhìn thấy đẹp, thấy ok, gáy hót rồi mọi vấn đề thì anh em cũng sẽ thấy được là cái mình mua với cái mức 700 ngàn thì mình nghĩ là nó rất là hợp tình hợp lý mà rất là khuyến mại cho anh em trong khu vực trong đó rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bản tin của ngày 17 tháng 1 năm 2018 của Thao Chim Cu Gáy. Chúc các bạn có được những chú chim hay. Ok, cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.